Hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bằng TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cu Bằng TV nhà em lại về được một mã đục chuyên đục cho các bác nhé. Thì đây em đã rất là nhiều các bác thời gian vừa qua hỏi với em về cái mã chuyên đục hàng nội địa Trung Quốc này. Thì ngày hôm nay em đã về được các bác số lượng rất là lớn là con mã chuyên đục 17 ly hàng nội địa Trung rồi. Đây, con này nói chung cái về cái thương hiệu này thì các bác mua máy mài em nhiều bác biết rồi, thật cực kỳ là ngon luôn. Rồi khui máy cho bác xem luôn nhá. Ui, chắc lắm con này nó nặng dã man. Con này cái máy của nó nặng 7 kg cơ anh ạ. Rồi một máy được 7 ly này, kèm cái đồ mở luôn này. Ôi mổ, đẹp quá. Rồi thì trước mắt các bác đây là cái con đục chuyên đục 17 ly hàng nội địa Trung Quốc. Thì sau đây là em xin giới thiệu luôn về cái thông số kỹ thuật con này luôn. Con này thì nó có hai mã, là một mã công suất nhỏ hơn, nhưng mà em bán cái mã lớn nhá, công suất lớn các anh nhá. Hàng nội địa Trung Quốc này. Ôi, mỗi đục 17 ly, công suất của con này là 1200W nhá, 1200W này các bác nhá. Thì sau đây thì em sẽ 3800 vòng này, phút này. Sau đây thì em sẽ test thử luôn con này. Em sẽ cắm điện cho các bác xem luôn nhá. Nó nặng dã man luôn. Một con máy nó nặng 7 kg luôn. Con này thì hàng dây nguồn rất là lớn luôn. Em đã cắm thử vào cái nguồn điện rồi. Sau đây các bác cùng em test thử nghe tiếng máy nhá. Nặng lắm. Đấy, em vẫn yếu giữ không ngủ này luôn. Khỏe, dã man luôn. Thì con chuyên đục 17 ly của hàng nội địa Trung Quốc này, hôm nay em về số lượng lớn em sale cho các bác luôn. Con này công suất là 1200W này. Trọng lượng riêng cái con máy này là 7 kg rồi. Trọng lượng riêng cái con máy này nhá, chứ không phải không tính hộp nhá, là 7 kg rồi. Đây, có tem chuẩn chỉ luôn. Đấy, giá là 1.500.000. Bên em miễn ship toàn quốc. Các anh nhận hàng, các anh được kiểm tra hàng, chứ thanh toán luôn cho em nhá. Em nói thực sự là hàng nhái mà hàng người ta nhái cao cấp đã rất là ngon rồi. Mà đây là hàng nội địa Trung Quốc luôn. Bao chất lượng đến bao phần giá thành cho tất cả các bác nhà mình luôn. 1.700.000 miễn ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn. Hàng chuyên đục 17 ly nội địa Trung. Các bác nào có nhu cầu công suất là 1.700W nhá. Các bác nào 1.200W. Các bác nào có nhu cầu thì để lại cho em số điện thoại ngay tại video, hoặc trực tiếp gọi đến số hotline là 0982 826628 này, 0929 826628 hoặc là 0768 826628 các bác nhé. Các bác xem video thì có thể ủng hộ bên em bằng một nút đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để theo dõi video mới nhất nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.